Theo quy định của luật cư trú năm 2020, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trường hợp bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng. Do đó, ngay sau khi bán nhà, người dân nên chuyển hộ khẩu ngay nếu không thương lượng được với người mua nhà về việc giữ đăng ký thường trú. Theo đó, sẽ xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ, nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Bên cạnh đó, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã bán cho người khác và không được chủ nhà mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Khi đó, cơ quan quản lý sẽ xóa đăng ký thường trú của công dân trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú. Trong trường hợp thỏa thuận được việc giữ thường trú hoặc chưa bị cơ quan có thẩm quyền xác định là đối tượng bị xóa thường trú trong thời hạn 12 tháng, nếu đủ điều kiện đăng ký thường trú, người dân cũng cần thì làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.